VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Đời công nhân bất công. Đời công nhân bất công. Đời công nhân bất công đêm đêm. Đời công nhân bất công đêm đêm tôi thầm khóc một mình. Dù làm xin không xin họ cũng chửi ta truyền miên. Tôi dòng này tôi đã đập tan cái truyền thông đó rồi. Đúng rồi, cái đó là mình truyền thông cái truyền thông. Đúng không? Mình giả bộ thôi. Cô máy nhảy mà. Sở thành cô máy nhảy đó. Cô máy nhảy sung nhất luôn. Wow 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 luôn. Nhớ bài nhất luôn mà. Bài nhớ bài nhất mà. Bài anh nhảy đúng không? Giống anh này Rick không? Ghép lưỡi vô, ghép lưỡi vô. Đúng rồi đó. Em ngủ sắp tới rồi em tí rồi. Nhanh lên. Mà không biết là Dương, đó là Dương có kịp, là Dương có lát rồi đó, là nó lát chưa. Xong chưa, xong chưa. Rồi. 15. Ôi giời. Ê, cái gì vậy? Trời ơi. Vừa là team gì? Team gì? Team gì đó, công nhân gì đó. Lao động tay chân hả? Lao động chân tay. Lao động chân tay ha. Chân tay. Ê yo, xin chào tất cả mọi người và tụi mình là team lao động, chân tay. Đúng quá. Đấy. Rồi. Vừa nói chân tay nên phải di chuyển ngay. Đúng rồi. Vì sao tên nhóm lại là lao động chân tay vậy? Không, tên này là do một chú bảo vệ đặt cho. Thì hôm đó là tụi mình đi tập nhảy thì tụi mình có xách theo những cái chân mic. Nhưng mà vô tình thì cái chân mic nó nhìn rất giống cái cây hút bụng cầu. 4 ông mỗi người một cây. 12 giờ đêm mỗi thằng một cái khẩu trang đeo xong mặt kín mít xong đồ đạc rồi là rồi. Cuối ngày rồi. Mà hỏi là kỹ thuật lên đây sửa bồn cầu hả? Đó thì mình thấy chương trình cực quá. Mình thì thức khuya thức đêm 3 ngày liên tục. Đó xong rồi thu âm tới 6-7 giờ sáng. Nên là mình thấy thôi cực quá đặt tên là lao động chân tay. Hợp lý luôn. Đời công nhân bất công. Không ai. Công nhân bất công. Công nhân bất công đêm đêm. Đời công nhân bất công đêm đêm tôi thầm khóc một mình. Dù làm xin không xin họ cũng chửi ta truyền miên. Mọi người có phát hiện ra Dương Đô Mít và Song Luân là đại sứ đảo hoang không? Ồ, vậy hả? Đội bị nhiều người từ chối nhất. Đội này là lòng tự trọng cao nhất. Đội vất vả. Đội vất vả nhất. Đội lòng tự trọng cao nhất. Không có cái đội lấy hình nữa anh. Lấy hình đi. Ờ, đúng rồi, đúng. Đội lấy hình nhất luôn. Đội lấy hình. Có nghĩa là đúng không? Bây giờ mà vào luôn là không có hình ngay rồi. Mà hình như là tính ra là anh em này ra đảo là do gọi là mãn miếng thôi. Mãn miếng thôi. Nhưng mà nhìn cái mặt này là chỉ có lựa chọn thôi chứ không thể nào mà đẩy ra đảo được. Hiếu thứ hai là người tiếp tay đưa Song Luân ra đảo đấy à? Có không? Lúc nào? À. Cái dòng truyền thông đó hả? Trời ơi, dòng truyền thông. Tôi dòng này tôi đã đập tan cái truyền thông đó rồi. Đúng rồi, cái đó là mình truyền thông cái truyền thông. Đúng không? Mình giả bộ thôi. Ê, Duyên cái bộ vòng đầu anh lóc em. Xong vòng cuối anh em mình gặp nhau. Duyên không? Ok. Là cái duyên hết rồi. Đảo nó cũng là một cái hương vị mà quen thuộc á. Khi mình đã ra một lần rồi mình rất muốn ra lần thứ hai. Đúng không? Đến lần thứ muốn ba luôn. Nói chung là nó là một cái vị mà nếu như là ai không được thử một lần á, luôn cảm thấy nó là một sự thiếu sót trong cái chương trình này. Đúng. Em chính là em. Ủa gì hả? Em chưa được một lần ra đảo. Anh chia cho em một lần chưa? Ước gì? Hết rồi. Ước gì? Khi hợp tác với mọi người thì Dương Đô Mít thấy như thế nào? Thực sự thế thì quá nhỉ, quá sai. Ở đây thực ra thì ở đây là đồng nếu mà người đầu tiên hợp tác thì chỉ có anh Hiếu thôi. Là lần đầu tiên được chung nhóm. Đúng. Chứ còn anh Chê Son là Dương đã chung nhóm rồi. Là đầu tiên. Còn đâu anh Song Luân thì thôi, mình 80 nhóm rồi. Quá quen rồi. Trời ơi. Có nghĩa là từ vòng 3 rồi vòng 4, 3 4 5. À 3 4 5. Quá quen rồi. Liên tiếp. Không nhưng mà thực sự đùa vậy thôi chứ đấy là sự lương duyên của anh em đấy, định mệnh đấy. Ở trong nhóm này là có không những là Dương với cả anh Song Luân đâu mà là đây. Đấy, cũng không khác gì mấy đâu. Đúng, cũng 3 vòng. 3 3 đi. Đó chưa. Đúng. Làm việc với những gương mặt quen thuộc thì thuận lợi hơn hay khó khăn hơn? Nói quen thực ra nói quen là tách ra đôi là chứ đâu phải là tất cả anh em đều quen hết. Đúng nhau rồi. Đâu. Cái chemistry đó. Cái nó cũng sẽ khác. Ghi vào lại một cái khác kiểu gì cái mới là yên đúng tâm. Rồi. Đúng rồi. Là, thường thì nếu mà lần đầu tiên gặp cũng phải build lại cái chemistry từ đầu. Đó nhưng mà đối với anh thì anh cảm thấy là trong cái cuộc thi này là đến vòng chung kết á được cũng làm với em nữa là nó trọn vẹn luôn. Tại vì lúc đầu cũng muốn là hai anh em cũng có đúng. Nghĩ là sẽ xin anh mấy lần rồi sẽ làm gì với nhau. Me too. Và tưởng là sẽ không làm được. Nhưng mà me too. Kể cả là không biết kể cả mà là một cái kết chung kết nhóm cuối cùng trọn vẹn. Chọn không? Trọn vẹn ha. Mọi người có thể chia sẻ một chút về quá trình luyện tập vũ đạo của mình không?
Bài này là do biên đạo là anh Lít. Lít dựng và tụi mình thì đi tập được tối. Hai buổi. Tập được làm hai buổi. Mỗi buổi 30 phút. Mỗi buổi 30 phút. Đúng rồi. Đúng tính không? Ra tập 1 tiếng rưỡi nhưng mà lên bàn rồi. 1 tiếng ngồi bàn không, xong 30 phút lại còn ngồi tập. Rồi. Là cái hôm rehearsal là 6 giờ sáng bắt nhạc. 1 giờ đi tới rehearsal. Đấy, lên sân khấu mới tập. Hôm rehearsal là tụi tôi cũng chưa có tập tí nào luôn mà lên trên đó mới tập. Xong rồi được 2 buổi tập. Cái vấn đề là đầu tiên anh em tưởng là bài này phải nhảy ít. Nhưng mà hóa ra lại nhảy quá nhiều. Lúc đầu là mấy anh em bạn với nhau là thôi vòng cuối rồi mình nhảy ít thôi, không có dancer luôn. Bốn anh em nhảy chung với nhau. Ai về cuối cùng ra một cái tiết mục mà chưa bao giờ thấy cực như vậy luôn. Không biết là mọi người coi trên hình là sẽ thấy là mình có cực hay không, nhưng mà là mình là cái người nhảy thì siêu cực luôn. Mà nhờ động tác đâu có mạnh đâu, ý đâu có chịu nhiều đâu mà mệt nha. Nhưng mà phối kết hợp cũng nhiều động tác không hề ít nha. Có nghĩa là phải di chuyển liên tục á. Kết hợp anh em. Di chuyển liên tục mà. Liên tục. Chỉ cần một người sai động tác thôi là sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, cho nên là tụi tôi phải tập rất là nhớ động tác rất là kỹ, phải chính xác từng chút một. Hết. Anh đó. Em đó. Anh chị của em ơi. Bởi vì thật ra Chê Son cũng hay lướt TikTok á, thấy hay thấy những cái clip rất là hài. Thì vô tình là cái bài này anh em phải làm chủ đề rất là vui. Tươi. Tươi luôn. Ngây. Hài luôn. Anh Song Lương thì sao khi mà nghe ý tưởng thì cảm thấy như thế nào? Trời ơi, trong cái nhóm này thì đã đây. À, là sao anh? Để em chụp. Là sao vậy? Chưa bắt kịp. Ôi. Thì khi mà anh em đưa ra những ý tưởng ngày đầu tiên mà gặp nhau để bàn bạc á, thì luôn cảm thấy mọi điều nó rất là suôn sẻ và nó rất là hợp nhãn quan, nhĩ quan của mình luôn. Cho nên là mình luôn luôn hai tay hai chân ủng hộ mọi người. Vòng lần này thì sức khỏe cũng có giới hạn nên là đu theo anh em, nói chung là cũng đuối rồi, nhờ anh em gánh hộ, chủ yếu là vậy. Có gì đâu anh ơi, có gì hết á. Rồi. Có gì chiêu đâu. Chiêu đi. Rồi, em quen rồi, em quen. Hình như Dương Đô Mít gặp vấn đề về trang phục đúng không? Rách quần đúng không? Có không? Trời ơi. Rách hả? Đâu vậy? Là cái này là lỗi kỹ thuật. Cái lúc mà mình bước vào anh, mình bước vào cái kia nó bị lỗi kỹ thuật một tí thôi, nhưng mà rách nó tươm. Chỉ là cái đồ bảo hộ bên ngoài thôi. Rồi. Okay không, anh thấy mà. em cố tình tạo mảng miếng. Thôi anh đến vòng cuối rồi em không mảng miếng gì nữa. Em muốn scandal không? Không, không. Nó rất cao. Không phải con ken đâu. Các cao khác center. Không phải đâu. Cái lúc nào mới vô vòng đầu tiên thì em có phỏng vấn mọi người thì Hiếu có nói về việc là vũ đạo là cái mình nhớ yếu nhất. Bây giờ sau các vòng mọi người đánh giá thế nào về vũ đạo? Cô Mai nhảy. Cô Mai nhảy mà. Sở thành cô Mai nhảy đó. Cô Mai nhảy sung nhất luôn. Wow 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 luôn. Nhớ bài nhất luôn mà. Nhớ bài nhất mà. Bài anh nhảy đúng không? Giống anh này Rick không? Ghép lưỡi vô, ghép lưỡi vô. Đúng rồi đó. Có nghĩa là anh Hiếu là người gọi là đáng tiếc nhất trong phần đen medal hồ không lên nhảy. Đúng chưa? Gọi là lúc tiếc mà, nhất, lúc tiếc mà, người nhất. Thật sự cái lúc mà dance medal á, mình định ra rồi. Và mình định ra vào cái khúc mà ban giám khảo đấu chung với nhau. Thì mình định vào cái lúc đó. Nhưng mà xui cái là hết beat. Đấy, vậy thôi. Chứ thêm luôn. Thử thêm xem. Đúng. Là Hiếu đã có phần freestyle với sân khấu rồi, còn nó viral quá chừng. Đó. Trời ơi. Mà còn nhảy thật thì... Có cái đoạn Hiếu nhảy á. Fan girl, trời ơi. Xinh nè. Trời ơi, sợ nha. Trời ơi, lột áo ra hết hồn luôn á. Cái cảm xúc như thế nào khi đó anh sợ Song Luân lột áo rồi? Tại vì... Fan girl không à? Thật sự thì là lúc đó là mình không nghĩ là anh Song Luân anh bạo vậy. Ảnh mà anh cởi ra mà cái thao tác anh cởi hay lắm. Xong rồi muối rồi mấy kiểu. Mình sợ lắm. Lúc đó mình bất ngờ, rất bất ngờ. Sợ. Cái quán tính á, con họ la lác la làng này là quán đúng tính. Đúng rồi, quán tính. Tính á. Mặt cụ căng kiểu phụ. Không có đâu. Lúc anh căng thẳng á em. Nhưng mà thật ra thì fan cũng soi được là Hiếu cũng đã có nhiều lần có những cái khoảnh khắc trên sân khấu thì gì sao lại bất ngờ với anh. Thì đó giờ mình lột thì mình đâu có thấy được đâu, mình đâu có thấy được cái hình ảnh nó như thế nào. Hôm nay mình mới trực tiếp được là xem. Bình thường chỉ có hở thôi. Không có em có lột luôn. Ôi giờ em có lột luôn. Em có cởi luôn rồi. Nhưng mà chưa bao giờ thấy người ta cởi. Đó nên mình hơi bị sốc. Ác thiệt. Game. Người đầu tiên nhận từ khóa sau đó vẽ lên giấy để miêu tả từ khóa bằng một nét duy nhất. Người tiếp theo sẽ vẽ thêm chi tiết khác. Người cuối cùng sẽ đoán từ khóa đó là gì. Ai là người truyền đạt tệ nhất sẽ bị phạt. Trời ơi, một nét thôi hả? Một nét thôi hả? Đúng rồi. Và đến khóa cuối cùng là anh Song Luân sẽ đoán. Sáng mình đổi chồng là anh Hiếu đoán. Ok. Rồi, đã nhận từ khóa nha. Nhận từ bao giờ? Thì em biết vậy được. Thông tin từ NASA. Một nét. Không nhấc cái bút lên là được. À, một nét không nhấc cái bút hả?
À, là một nét. Một đường. Rồi, anh dở ra máy cho em xem chứ ạ. Là sao vậy? Nét đầu tiên. Có một nét của anh thôi. Ủa, một nét thì đâu có nhấc bút lên đâu. Không, 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 không hề ăn gian luôn. Mọi người thấy nè, đồ lại thấy không? Không hề ăn gian luôn. Là đoán rồi hả? Anh đoán đi, anh đoán là em vẽ cái gì xong rồi. Ôi, nhìn là biết luôn rồi, còn gì nữa. Là cái gì ta? Xuống đèn hả? Cứ vẽ đi, cứ vẽ tiếp đi, anh phải vẽ tiếp. Anh đâu có từ đâu mà anh vẽ. Anh phải dựa trên hình. Ờ, dựa trên hình là anh vẽ tiếp. Anh nghĩ là cái gì xong cuối cùng anh xong luôn mới đoán. Là anh cứ vẽ thôi, đừng đoán gì hết. Anh đoán trong đầu anh thôi. Trời ơi, cái nghề đó mà nó chuyển hướng sang cái nghề khác được hay vậy? Chắc tao đoán bởi cái hình đầu tiên quá. Rồi. Có bị bay. Ủa? Anh thì rồi. Tôi đi thì tôi vẽ cái đấy thôi. Rồi. Đã he. Đã he. Đã he. Nhìn tao. Là cái gì? Ý là em nhìn này em đoán tiếp của em đó, hiểu không? Vẽ gì vậy? Vẽ gì vậy? Là sao vậy? Là sao vậy? Giờ xíu phải giải thích. Bây giờ nha, giờ đoán cái này hay là đoán cái đầu hình đầu tiên? Không, anh đoán đi, quá trình là gì? Này kinh doanh khách sạn. Cái này là dịch vụ sửa bồn cầu. Ê. Vậy vậy liên quan gì? Giờ đầu tiên là đâu, quỷ này đi, quỷ này là bậy nói rồi, cái vẽ cái gì vậy? Thôi vẽ cái gì vậy? Giải thích đi. Nè, em giải thích này phát bất ngờ luôn. Bất ngờ đi. Em nhìn hình này đúng không? Nhưng mà ơi, em được nói luôn đúng không? Được, đây. Đây là hai người đúng không? Cầm này cái gì? Mic. Đây là gì? Cái tấm trong bài lớp sẹt. Trời ơi. Tấm sao mà nhìn cái gì? Liên quan gì? Ừ. Tấm trong bài lớp sẹt liên quan gì tới nghề ca sĩ? Đây đang đứng trên sân khấu. Đây vẽ này sau sân khấu. Nhưng mà không ai nhận biết cái đó là Dương. Trời ơi. Ừ. Ca sĩ thôi nha. Mình chơi lại được không? Đây để tôi nghĩ nè. Không có đâu, cái này nó dễ cả. Mất đóng trò chơi á. Chứ không chơi được nữa. Đây là tôi tưởng là đưa cái gì đấy. Tôi vẽ shipper cho tôi thêm một người để tôi vẽ để đưa được hàng thôi. Hợp lý chưa? Đưa gì? Đưa hàng shipper. Đúng không? Tôi làm sao mà tôi nghĩ được cái mic? Không. Rõ ràng. Hợp không, lý chưa? Người ta có hợp lý. Công nhận là anh thôi Hiếu giải đi. Anh Hiếu anh vẽ mic khó. Đúng rồi, ca sĩ bây giờ dễ ca sĩ sao? Nhìn đúng rồi, anh đáng ca sĩ đúng không? Đó. Hay quá vậy. Dạ rồi, ok bây giờ anh Vương đảo lại. Rồi. Xem đứa từ gì khác cái từ gì dễ vậy? Ủa dễ. Từ anh vẽ cái nó biết liền. Ok. Ok. Một nét đó. Một nét. Ôi. Một nét anh vẽ một nét cái nó ra con đó luôn sao? Trời ơi. Biết rồi. Một. Đúng rồi, một nét thôi. Nửa con một nét thôi. Dữ vậy? Vẽ nửa con được không? Trời ơi. Rồi. Con chim. Không, em đừng có nhìn. Em đừng nhìn luôn. Nhìn hiểu không? Rồi. Một nét, em một nét thôi đúng không? Ừ, một nét thôi. Phải nối vào cái đấy đúng không? Đâu, thấy cái khác rồi đúng không? Rồi, ok. Cái gì vậy? À. Quá dễ luôn. Nhưng mà ý là xong rồi á. Ý là xong rồi á. Đến em á, giờ đến em á. Không biết làm gì thêm. Em cứ vẽ thêm đi. Em vẽ cho rõ hơn đi. Trời ơi. Vẽ rõ hơn đúng không? Anh mà nghe anh biết em vẽ cái gì luôn á. Con đấy nó có cái đấy không? Hả? Có cái ấy không hả? Con nào cũng có hết trơn á. Chân, cái tay, đầu. Vẽ gì? Thì đây, đừng nghĩ coi. Gì vậy? Một nét nha anh. À, một nét, rồi xong. Dưa ra, dưa ra, dưa ra anh. Ủa? Anh vẽ gì vậy? Tôi chỉ tô điểm thêm thôi, rồi tôi biết con này con gì rồi. À. Đây, trả sao trả lại cho anh. Đây là đặt ở trong một cái khung cảnh là ngày chắc là nó có một cái bữa ăn rất là ngon. Đúng vậy. Đúng rồi. Hay quá em ơi. Vừa có một bữa ăn rất ngon. Đúng rồi. Thì đây chính là một con tự nhiên nhìn khó chịu nhỉ. Có một cái sừng.
có một cái sừng thôi thì mà nó nằm ở giữa thì đây là con tê giác. Thấy không? À. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, anh ra đấy con nó liền. Tức là xong mà phải bắt tôi vẽ thêm cái gì nữa. Tự nhiên em vẽ ra rồi. Tự nhiên vẽ rồi. Thôi để em vẽ đầu cho. Rồi, vậy đổi người đi. Ok, ok. Rồi, không nhìn luôn nè. Giờ không nhìn luôn nè. Anh em mà không nhìn đi. Ê, Son, Son. Làm gì làm? Cái vĩ thuật của em nó... Giờ đừng có nói chủ đề hay là gì hết luôn. Cứ để cho mọi người đổi nói chủ đề luôn. Đội này thông minh lắm. Thôi em vẽ gì cũng được. Khó dễ, kể từ đi. Đó khó dễ. Từ đó khó dễ. Kể đi Dương, kể đi vô vô. Vô lấy hình nè, vô lấy hình nè. À khó hả? Khó đi. Khó mới chơi em. Quá dễ dãi mới rồi. Một nét nha. Nửa tiếng rồi Dương ơi. Em ngủ sắp tới rồi em tí nữa. Nhanh lên. Nhanh, xong chưa, xong chưa? Rồi, để 15 giây đi. 5 4 3 2 1. Đã chưa? Ngủ. Clip này dài 50 phút rồi Dương ơi. Nụt trắng đi. Rồi, được, lại luôn đi. Lại luôn đi. Đây đây đánh luôn cho. Quay lại đây đánh luôn cho. Lại lại đi. Đưa đây đánh luôn. Không được. 10 giây thôi. 9 8. Đúng rồi, speed run đi. Cho nó vui, cho nó vui, không cần ngắn đâu. 5 4 3 2 1. Nó to to thì 15. Ôi giời. Ơi. Vẽ cái gì vậy? Trời ơi. Hello. Thật sự muốn tiếp tục trò chơi này không ạ? Chắc nó là vậy. Nó hiếu. Đóng cái game này thôi. Đóng cái game lại đó. Cái này chắc luôn anh Song Lương với anh Nghe Son nhìn cũng không biết. Trời ơi, tôi nhìn ra rồi đó. Trời ơi. Anh đọc được ý tưởng. Cái điểm của em này. Hiếu hả? Ơi, cái này là của em luôn hả? Cái này là của em luôn hả? Nhưng mà nó có ý nghĩa đấy. Hiếu. Hay bây giờ em lỡ em đoán được là cái gì rồi đúng không? Em vẽ cái hình mới đi, chứ em vẽ thêm vô cái hình đó là chết anh luôn. Thôi thì ba anh em cùng đoán đi ha. Thôi để vui. Để em đoán cho, để em đoán cho. Mày nó vẽ cái gì vậy ta? Nó Ôi, tích cha cha vẽ nhiều nét rồi. À quên, thôi kệ đi. Nhưng mà nhiều nét thì nhiều nét, kệ đi. Thôi. Rồi em vẽ thêm rồi đó. Vẽ thêm mấy cái này. Vẽ thêm mấy cái gì? Là vẽ chứ không vẽ đó anh. Ủa là cái rồi mặt nào mặt xuôi, mặt nào mặt ngược vậy? Tự đoán. À là cỏ cây hoa lá. Cái chấm này có ý đồ em? Không biết luôn á, không biết luôn á. Em nghĩ cái chấm lại chấm hết cho trò chơi mình á. Em bự quá, thôi mình chấm hết bự nha. Chết rồi. Vẽ gì đây? Lạc đề rồi, bỗng ơi. Cho Dương nghĩ. Có ý à? Thôi, rồi, khỏi nghĩ luôn. Nghĩ gì? Đợi xíu rồi. Rồi, rồi. Tôi chưa xong. Không cần nghĩ. Anh biết là em chẳng biết kể gì thêm cho nó đâu. Em biết rồi. Rồi. Một cái ý thôi. Thôi, không cần. Không cần. Tụi anh khù khờ quen rồi. Tự nhiên giờ em gợi ý mà tụi anh đoán không ra, tụi anh nhục nữa. Khờ hơn nữa. Ờ. À, hay vậy ha. Đó. Rồi trời ơi. Hay quá hả? Trời ơi. Rồi ok. Cho anh đoán 3 lần tại vì nó cũng hơi. Anh nói anh đoán được rồi. Anh nói anh có ý tưởng. Một cái ghế đá mà em vẽ như con sâu quá vậy em. Ghế đá không? Rồi quay qua cho anh nhìn đi. Đây. Cái máy nằm ở đây anh ơi. Anh có thấy không? Thấy không? Ao rồi. Được chưa? Đó. Rồi phân tích giùm em đi. Theo anh nghĩ là đây là anh nghĩ chắc cái này là một cái công viên. Một cái công viên. Có cỏ, có ghế đá nè. Là cái vẽ tượng trưng thôi. Tại anh em vội quá, có 10 giây à. Thì anh nghĩ đây là thí dụ như là công viên Lê Thị Riêng chẳng hạn. À, anh đoán là đáp án cuối cùng của anh là công viên Lê Thị Riêng. Hay quá rồi. Wow. Cái thứ hai em đoán giùm cho công viên Tao Đàn.
Tao đàn, cái kiểu này là tao đàn. Đây là thảo cầm viên. Bởi vì tôi vẽ con cá sấu chúng tôi cũng vẽ. Cái cá sấu sao tự nhiên cái đá. Con cá sấu đâu? Này rõ ràng cái nó thì cái nét mẹ của em á, nó xấu hơn con cá sấu luôn á. Này nó cái lưng nó sần sùi có đuôi anh ngoan. Bốn chân. Thì con cá sấu em cái khái niệm cá sấu của em về thú vật động vật nó bị sai rồi đó. Rồi, thảo cầm viên nha. Không, bây giờ anh đoán là cái gì? Thảo cầm viên đó. Anh nói thảo cầm viên hả? Thật sự là nếu mà lúc đầu em nhìn cái bức hình chỉ có như đây thôi thì là đó là em nghĩ là từ khóa là Dũng Sình. Dũng à. Vũng Lầy. Vũng Lầy rồi đó, Vũng Lầy Vũng Sình đó. Đó. Sao nãy mình lại có tự tin ra vẽ đầu vậy? Hả? Cuối cùng làm vẽ gì? Em vẽ sa mạc. Ôi. Xương rồng. Sa mạc người ta vẽ xương rồng. Xương rồng trời ơi. Trời ơi nè, cái cây xương rồng dễ vẽ muốn chết luôn nè. Em chấm 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 chấm. Đúng rồi. Mét là mình một mét rồi anh ơi. Một mét. Thì vẽ. Đây này. Đây là cái tay thỏ rồi, không phải sa mạc anh ạ. Đây là em vẽ này xong rồi đây là bồi cát. Bồi cát sa mạc là anh tưởng em vẽ xong vô bờ. Ừ, đúng rồi. Vẽ sa mạc thì diễn tả từ gì mà lại là sa mạc? Mọi người đoán là gì từ gì mà có sa mạc? À, vẽ sa mạc. À, lớp sen. Ủa lớp sen thì vẽ kiểu khác đi. Anh vẽ sao thiếu? Lớp sen là vẽ người đuôi lớp sen bữa mới thi đó, vẽ có được đâu. Vẽ trái tim như này. Ờ cho trái tim đi. Trái tim xong gì nữa? Xong rồi cát. Cát vẽ gì hả? Không lớp sen khó vẽ. Đấy chưa bảo cho từ khác không cho. Rồi. Tại biên tập, tất cả tại biên tập. Đổi hết rồi. Không cần. Thua cuộc chơi thắng cuộc đời. Hôm nay đã là đêm chung kết, mọi người có lời cảm ơn nào muốn gửi đến các anh trai và khán giả không? Thì hôm nay là chắc là lần cuối cùng mà Hiếu Thai được chung với một cái nhóm nào đó trong chương trình rồi. Mất đèn. Vừa nói phải mất đèn luôn. Ông trời có mắt. Không lẽ sau dòng này còn dòng nữa ta. Đúng rồi đó. Ok, thì hôm nay chắc là lần cuối cùng mà Hiếu Thai được chung với lại một cái nhóm nào đó ở trong chương trình rồi. Thì qua một cái hành trình rất là dài, 4 tháng và 5 nhóm nhạc thì mình rất là hạnh phúc được tham gia cùng với tất cả anh em ở đây, được gặp rất là nhiều anh em mới và đặc biệt hơn nữa là cảm nhận được cái tình yêu thương của khán giả, phải gọi là vô bờ bến. Yep. Một cái tình yêu mà vô bờ bến, bước ra trường quay là khán giả vẫn đợi tới cái người cuối cùng bước ra khán giả mới chịu về, thì mình cảm giác là tình cảm quá đặc biệt. Mọi người mới là những ngôi sao trong lòng của chúng tôi, những ngôi sao hạng A chính là tất cả khán giả ở nhà. Hay ha, cuối cùng anh nghĩ là em nói hết rồi đó. Ừ, là đủ rồi đó. Thì như trên đúng. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều và đây là một cơ hội, anh trai trai là một cơ hội rất là lớn cho Chê Son để được gặp gỡ cũng như là học hỏi tất cả mọi người khi mà Chê Son được làm việc cùng, và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả đã yêu mến tất cả 30 anh trai và chương trình Anh Trai Trai 2. Và Chê Son hy vọng rằng là sau chương trình Anh Trai Trai 2 thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là ủng hộ cho tất cả anh em khác và Chê Son nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yes sir. Giống như những gì mà Luân đã chia sẻ trong nhiều lần phỏng vấn thì đây giống như là một cái lần đặt cược cuối cùng cho mình trong những cuộc thi âm nhạc. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ tham gia những cuộc thi âm nhạc nữa, mà mình không nghĩ là đến khi mình tham gia mình lại có được rất nhiều điều, có hơn những gì mà mình kỳ vọng. Mình có được rất nhiều anh em mới, mình có rất là nhiều cái nguồn năng lượng tươi trẻ từ tất cả anh em đã dành cho mình, có được rất nhiều tình cảm của khán giả dành cho mình khi mình comeback trở lại với con đường âm nhạc. Và đặc biệt là mình cảm giác cộng đồng fan của tất cả anh em cũng rất là đoàn kết và gắn kết, mọi người yêu thương và quan tâm tất cả các anh trai, và lại có một cái buổi chung kết lại được làm việc với những người anh em chưa có dịp để làm, ví dụ như Hiếu với Jason, thì mình cảm thấy thật sự là đây là một cái hành trình rất là ý nghĩa và trọn vẹn. Không khóc nhanh nha, không khóc được. Không đâu, rất là ý nghĩa và trọn vẹn. Anh đang tìm mấy cái từ nó khác anh em. Anh em nói nghẹn rồi. Nói đi anh, đối với xíu nữa là Dương nó không còn gì để nói. Không, khi mà lọt sàn xuống nghe rồi đó thì hai anh em này là từ ngữ ý là lấy hết rồi, giờ anh đang tìm cái khúc mà nào mà chưa nói. Đó, thì anh chuyển qua nói về ekip nha. Cũng là cảm ơn ekip cũng như là nhà sản xuất và đã tạo điều kiện một cái sân chơi rất là bổ ích và gắn kết cho tất cả những anh em được đoàn kết, vẫy vùng, được chơi đùa với âm nhạc mà một cách thoải mái nhất. Và cũng cảm ơn anh Trấn Thành vì đã là cái người gắn kết tất cả anh em và tạo ra một cái xương sống để cho câu chuyện nó được liên mạch và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Còn xíu anh chỉ nói nè.
Ok, nói tiếp đi. Ok, hết rồi em. Thì nói chung là một lời cảm ơn, chắc có lẽ đây cũng là một trong những lời cảm ơn trong buổi phỏng vấn cuối cùng. Trả khi cuối cùng của chương trình này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Yeah. Rồi, bây giờ em nói tiếng Anh. Nói lại từ nãy bây giờ. Tiếng Hàn cũng được. Đúng, rất là nhiều khán giả thế giới đang coi mình. Khán giả quốc tế đang coi, bây giờ em hãy nói thuật lại, dịch ra đi. Chocolate. Thôi đi anh. Ủa anh em nói hết rồi không? Thôi lặp lại đi, nói lặp lại đi. New trend. Thôi không rồi, không rồi. Vâng. Thì thực ra là nói gì nhỉ? Tự nhiên không, thực ra nếu mà đúng ra thì tự nhiên bảo là kiểu nói với cái này tự nhiên em kiểu hơi xúc động ấy. Xúc động là điều đến thì cũng gọi là cũng đến cái những cái giai đoạn cuối cùng của anh C2 rồi. Thực ra là một cái hành trình mà 4 tháng và em cảm thấy là có những lúc mà cũng anh em rất là vui, nhưng có những lúc anh em cũng rất nhiều công việc. Cũng là công nhận là cái guồng của anh trai C2 cũng khá là bận rộn, nhưng mà em cảm thấy rằng đó là một cái thời gian rất là quý giá. Và bản thân em thì cảm thấy rất là may mắn khi mà em được đứng đây, được đứng ở anh trai C2 và được gặp gỡ tất cả những người anh em khác và được thể hiện cái những cái điều mà em có và được đồng hành cùng với những người anh em. Thực sự là em cảm thấy rất là biết ơn và rất là đáng quý những điều đó. Chỉ mong là mình giữ lại được những cái điều đó thôi. Mình coi nó là một cái dữ liệu và mình lưu giữ nó trong người mãi. Nó sẽ là một cái hành trình rất là quý giá trong cái cuộc đời làm nghề của Dương. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em trong ekip, đặc biệt là cảm ơn tất cả các bạn khán giả. Kiểu lúc đầu rất là bất ngờ luôn ấy. Kiểu là tình cảm của mọi người anh em kiểu bị sốc luôn, vượt quá cái sức tưởng tượng của mình luôn á. Rất biết ơn về những điều đó. Thật sự thì là lần đầu tiên quay tập 1 thì là em ngồi kế Dương. Lúc đó Dương còn ngồi, em ngồi ngoài bìa thì mình thấy Dương là cậu em rất là rụt rè, vô rất là sợ. Mấy anh em cũng nói chuyện rất là nhỏ và cũng không có dám bắt chuyện nhiều. Nhưng mà hôm nay thấy Dương đứng ở đây thì rất là gọi là dạn dĩ, rất là mạnh dạn, đúng không? Nói quăng miếng này nọ cái kiểu, và đặc biệt âm nhạc cũng rất hay. Đó là một cái cũng gọi là một cái sự trưởng thành đấy. Thank you anh. Rất là tuyệt vời, hy vọng là khán giả sẽ yêu thích cả 30 anh trai hơn nữa. Rock Việt 2024 chính thức phát sóng 20 giờ từ 13 tháng 9. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.